là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên chờ anh đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về. Ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau. Do HNX Entertainment phối hợp cùng với T Production và tập đoàn truyền thông quốc tế IMC cùng với kênh truyền hình Today TV thực hiện. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua vài tiếng đồng hồ cùng với chương trình Gala Nhạc Việt số 6 với chủ đề Câu chuyện tình tôi, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi để cho chúng tôi có được cái động lực tiếp tục những số sau có thể càng ngày càng chất lượng hơn. Và cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp mà quý vị và các bạn đã gửi về cho chương trình để chúng tôi ngày càng có thể có được nhiều ý tưởng đặc biệt để mang đến những sản phẩm hoàn hảo hơn.
Và bên cạnh đó, Trân Thành cũng xin được cảm ơn sự cộng tác và hỗ trợ rất nhiều của các nhà tài trợ, các ekip, chuyên viên trang điểm, make up và làm tóc, các nhà thiết kế, các anh chị em hậu đài âm thanh ánh sáng, cùng với toàn thể tất cả những anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên cũng đã có mặt trong chương trình để mang đến cho chúng ta một gala nhạc Việt thật sự là hoàn chỉnh. Cảm xúc nhiều màu sắc, nhiều cung bậc. Bởi người ta vẫn thường nói tình yêu là đề tài muôn thuở, có nói mãi thì cũng sẽ không bao giờ hết được. Bởi mỗi người yêu là một cách khác nhau, đau là một cách khác nhau. Vì thế người ta cũng vẫn thường nói rằng chừng nào con tim mình vẫn còn đập thì chừng đó chúng ta vẫn còn yêu. Quả thật là như vậy. Và thưa quý vị, trong tình yêu thì luôn luôn lãng mạn, mà những sự lãng mạn chỉ xuất hiện trong thơ ca, trong âm nhạc. Vì vậy khi người ta yêu, người ta sẽ viết nhạc rất là hay. Thay vì những chương trình gala nhạc Việt lần trước, chúng tôi sẽ kết thúc bằng một cái tiết mục rất là hoành tráng, thì lần này thay đổi một tí. Mời Hà và quý vị đến với một tiết mục rất là mộc mạc, nhưng mà rất là lãng mạn, chân thành. Là bởi vì đó là tiếng hát của bốn nhạc sĩ tài năng. Họ tự viết nhạc, họ tự phối nhạc, và họ kể nên câu chuyện tình của chính họ qua một liên khúc được mang tên là Tình Yêu Tôi Hát. Đó là bốn nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Châu Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Thuận và Dương Khắc Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức.